Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày mai Chủ nhật, ngày mốt toàn thể Hoa Kỳ sẽ được một ngày nghỉ làm việc. Đó là một ngày lễ quốc gia, thưa quý vị, đó là ngày lễ Memorial Day mà chúng tôi hay thường dịch ra tiếng Việt, đó là ngày lễ chiến sĩ trận vong. Đây là một cái ngày lễ lớn mang tính chất quốc gia của Hoa Kỳ. Và thông thường mấy năm trước trên làn sóng này, quý vị đã xem hệ thống truyền thông Calitore đã đến cái nghĩa trang trong khu vực để quý vị cùng với chúng tôi có thể nhìn cái phóng sự truyền hình lễ trận chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ nó như thế nào. Và quý vị cũng thấy trên một nghĩa trang tại San Jose, bên cạnh những cái mộ phần của các chiến binh Hoa Kỳ tử trận, chúng ta thấy cái lá cờ Hoa Kỳ được cắm trên cái mộ phần của người lính năm nào. Quý vị thấy bên cạnh những mộ phần và có chiếc lá cờ Hoa Kỳ, có những mộ phần lại được cắm lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu của chúng ta, bởi vì người lính đó đã tử trận trên chiến trường Việt Nam. San Jose có khá nhiều người lính tử trận trong chiến trường Việt Nam, trong cuộc chiến tranh bảo vệ miền Nam tự do, thưa quý vị. Chúng tôi bắt gặp được những người lính Việt Nam Cộng Hòa, các anh em cũng diễn binh trong ngày hôm đó, cũng làm lễ ngày hôm đó và đi cắm từng cây nhang, từng lá cờ trên mộ phần người chiến sĩ để bày tỏ sự quý mến, kính trọng của mình với những anh linh của những chiến sĩ đã từng qua đời. Thưa quý vị, không chỉ vậy, trước đây chúng tôi đã bay ra tận Hawaii và cũng trên ngọn đồi thật đẹp, ngọn đồi rất là cao của thành phố Hawaii, chúng tôi quay lại những thước phim, trong đó có cái nghĩa trang của các binh sĩ, của binh sĩ Hoa Kỳ và kể cả binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong chiến trường. Từ cái đồi cao, cái núi cao của cái nghĩa trang Hawaii lớn nhất, thuộc loại vào loại lớn nhất Hoa Kỳ, những bia đá, những bia tưởng niệm hướng về Thái Bình Dương và theo những người đã thành lập nghĩa trang đó, thành lập công trình tưởng niệm đó, họ nói rằng những người lính chết trên chiến trường Việt Nam, dù là người Mỹ hay người Việt, lòng họ vẫn hướng về đất nước Việt Nam để mong có ngày tự do và hạnh phúc, thưa quý vị. Và không chỉ tại California, San Jose, California mà tại Hawaii, như quý vị đã từng biết qua những thước phim truyền hình của hệ thống truyền thông Calitore, mà quý vị cũng nghe các vị tổng thống của Hoa Kỳ đến đặt vòng hoa các đài tưởng niệm, đến các nghĩa trang đặt vòng hoa và đọc những bài diễn văn đầy cảm động để tri ân người lính, dù đó là người lính Hoa Kỳ hay người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chắc quý vị cũng chúng tôi có đôi chút tò mò, cái lễ chiến sĩ trận vong nó từ đâu ra vậy? Có từ đời nào? Và trong tâm thức người Mỹ, cái chiến sĩ trận vong là như thế nào? Có khác với tâm thức người Việt không? Và chúng ta quay ngược trở về với đất nước Việt Nam, một đất nước mà 4.000 năm lịch sử mình đầy dậy chiến tranh, bao nhiêu lần chống Bắc thuộc, bao nhiêu lần quật khởi, khởi nghĩa, và xác của người lính, xác của người binh sĩ, quân đội thời kỳ phong kiến cho đến thời kỳ đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa nằm chất đầy cả núi sông. Vậy chúng ta có ngày chiến sĩ trận vong không? Và giữa cái ngày chiến sĩ trận vong của Mỹ và cái tinh thần chiến sĩ trận vong của Việt Nam, chúng ta có cái điều gì khác biệt, điều gì giống nhau? Nhân cái ngày lễ quan trọng nước Mỹ và chúng ta đứng trước những linh hồn người đã khuất và khuất cho lý tưởng quốc gia và dân tộc, chúng tôi xin mời quý vị chia sẻ cùng chúng tôi một câu chuyện về ngày lễ chiến sĩ trận vong năm nay với phần thưa trình của giáo sư Nguyễn Châu. Hân hạnh được tiếp giáo sư ngày hôm nay và kính chào giáo sư. Dạ. Xin chào anh Nam. Kính thưa quý khán thính giả, thì chúng ta hôm nay nhắc lại cái một phần cái lai lịch của cái ngày Memorial Day của Hoa Kỳ, và nhân đó chúng ta tìm hiểu xem cái ý nghĩa của ngày chiến sĩ trận vong là như thế nào. Thì kính thưa quý vị, là tất cả mọi người chúng ta đều biết là từ cổ chí kim, từ xưa tới nay, từ đông sang tây,
dường như là không có một cái dân tộc nào lại sẵn sàng và tự nguyện để cho một dân tộc khác cai trị đất nước mình. Không ai để chịu để cho một cái dân tộc khác, một cái người ngoại quốc đè đầu cởi cổ bóc lột quả bức của người nước mình. Cái việc chấp nhận sự cai trị của người khác luôn luôn là một cái sự bất đắc dĩ, vì sức yếu, vì thế cô mà phải khuất nhục chứ không phải là khuất phục. Là bởi vì chịu nhục để mà sống sót, chờ cơ hội mà nổi dậy. Cho nên cái sự mà người bị trị lúc nào cũng có tìm cách để vùng lên tranh đấu giành lại tự chủ, và đây cũng chỉ là tâm lý thông thường mà thôi. Cái điều này đó thì chúng ta thấy trong trường kỳ lịch sử của dân tộc ta thì là lúc nào cũng có những cuộc nổi dậy chống xâm lăng đó. Từ cái trước Tây lịch cho đến sau Tây lịch, luôn luôn người Việt có những anh hùng nổi dậy để mà chống xâm lăng. Và trong những cái cuộc đó thì chúng ta thấy rằng là cái dân tộc nào cũng muốn tự cường, muốn tự cai trị dân tộc mình, điều khiển vận mình, quê hương mình, chứ không ai muốn làm thân phần của kẻ bị trị, của kẻ nô lệ. Thế nhưng tự do và tự chủ trên thế giới này không phải là một món quà có sẵn, một cái món quà tặng ai cũng có thể nhận lại. Có rất nhiều dân tộc luôn luôn muốn đè đầu cởi cổ dân tộc khác, luôn luôn muốn chiếm đất, nước, biển của dân tộc khác làm của mình để thỏa mãn tham vọng bá quyền. Do đó, tự do và tự chủ đòi hỏi sự chiến đấu để giữ gìn lãnh thổ, để giành lại lãnh thổ đã mất. Thì chính vì lẽ đó mà khi quê hương đất nước bị xâm phạm, quyền dân tộc tự quyết bị đe dọa, thì mọi người dân đều vì ý thức dân tộc, vì niềm đau và giống nòi mà đứng lên chống cự lại. Lịch sử thế giới đã cho thấy rằng xã hội loài người không lúc nào được hòa bình, chiến tranh luôn luôn xảy ra giữa các dân tộc, giữa các lân bang. Muốn tồn tại thì phải tranh đấu. Mọi cuộc chiến tranh đều gây đau thương, gây chết chóc và tàn hại. Nhưng mà may mắn là mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc đều có những đứa con dũng cảm, kiên cường. Mọi giống nòi đều có những người có máu kiêu hùng bất khuất, thúc giục người dân sông pha và chấp nhận hy sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ những giá trị, những cái lý tưởng thiêng liêng của dân tộc đó. Chống lại bảo tàng, chống lại áp bức, những con dân dũng cảm kiên cường và bất khuất đó đã hợp thành những đoàn quân chiến đấu cho quê hương, cho nòi giống, chiến đấu hết lòng, xem nhẹ cái chết. Sự tồn tại của một quốc gia là thường do công ơn của bao nhiêu thế hệ đã hy sinh, đã xả thân trên chiến trường. Quốc tổ có công dựng nước, con dân có công giữ nước, đó là hầu hết các quốc gia, dù nhỏ hay lớn, dù giàu hay nghèo, đại cường hay nhược tiểu, tất cả đều luôn ghi nhớ ơn của những cái người đã đóng góp máu xương cho sự sống còn của đất nước, đặc biệt là những chiến sĩ nơi biên thùy, nơi trần mạc, chúng xa trường đầu tên mũi đạn, vì tổ quốc, vì nhân dân mà không nề đến cái sự sống chết. Thì do đó chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì như anh Nam đã nói là bao nhiêu cuộc chiến, những cái núi xương sông máu, bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh. Thì chúng ta có cái nghĩa trang của quân đội Biên Hòa do Việt Nam Cộng Hòa thành lập, nhưng mà thực sự thì chúng ta chưa ấn định một cái ngày quốc lễ về cái tượng niệm chiến sĩ như là Hoa Kỳ. Chỉ có tượng niệm chiến sĩ, có văn tế chiến sĩ Trần Vong, nhưng mà chỉ những cái dịp lễ lớn thì trong đó đưa trước đài tượng niệm, đặt vòng hoa và tượng niệm chiến sĩ Trần Vong luôn, chứ không có một ngày dành riêng lớn lao như ngày quốc lễ của Hoa Kỳ. Đây là một cái ngày mà Hoa Kỳ đã dành ra vào ngày thứ hai của cái tuần cuối tháng 5.
Thế như vậy đó, đây là một cái lễ mà nhân dân Hoa Kỳ rất là sung sướng, là bởi vì là một cái long weekend. Thế như vậy, chúng ta thấy rằng cái ngày tưởng niệm chiến sĩ Trần Vong năm nay là ngày thứ hai, 25 tháng 5, 2015. Thì trong ký hưởng, trong kỳ ý hưởng mà ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ hy sinh vì quốc gia dân tộc, vì lý tưởng tự do của nhân loại, nhiều quốc gia đã dành một ngày để tưởng niệm rất long trọng. Thì tại Hoa Kỳ, ngày tưởng niệm chiến sĩ Trần Vong đã trở thành một quốc lệ, thì gọi là Memorial Day, tức là ngày tưởng niệm. Thì cái ngày này khi trước còn gọi là ngày Decoration Day, tức là nhân cái ngày đó người ta truy tặng hoặc là người ta phong tặng huy chương cho những người đã chiến đấu dũng cảm cho chiến trường, hoặc là những người đã hy sinh vì tổ quốc. Thì cái ngày truy tặng huân chương cho những chiến sĩ đã hy sinh, thì là lúc đầu là cái ngày truy tặng huân chương, nhưng sau đó thì là đổi thành cái ngày Memorial Day. Thì cái ngày mà đầu tiên đó là do tướng John Logan, thì lúc đó là chọn ngày 30 tháng 5 năm 1868, đã làm ngày đặc biệt để vinh danh những nghĩa trang của những chiến sĩ trong Liên Hiệp, tức nhiên là thời đó là trong cái cuộc chiến tranh Nam Bắc của Mỹ. Thì ông Logan đã phục vụ trong quân đội với tư cách là tư lệnh tối cao của Đại quân nước Cộng Hòa, tức nghĩa là The Grand Army of the Republic, và một tổ chức cựu chiến binh của Liên Hiệp trong cuộc nội chiến tại Hoa Kỳ. Thì về lai lịch ngày Memorial Day, thì có một số cộng đồng đã nhận rằng là chính mình đã sáng lập ra. Nhưng mà vào năm 1966, thì chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng chính cái thành phố Waterloo ở tiểu bang New York là nơi đã đặt ra ngày lễ này. Người dân Waterloo lần đầu tiên cử hành Memorial Day vào cái ngày 28. Thế như vậy đó, khi đó chưa có cái ngày cuối tháng 5. Thì sau đó thì đưa vào Quốc hội Hoa Kỳ mới biến cái ngày này thành ra một ngày quốc lễ. Thì trong cái ngày đó, cái cách thức hành lễ là thế này: tất cả các hội đoàn, trong đó tất cả các cái đoàn thể, nhất là hướng đạo sinh của Mỹ, và phối hợp với các cái hội cựu chiến binh, là đem những cái lá quốc kỳ Hoa Kỳ đến cắm tất cả những nghĩa trang. Nơi nào mà có nghĩa trang chiến sĩ, có người chiến sĩ hy sinh, thì đều cắm một lá cờ. Như anh Nam đã có những cái phóng sự, và Cali Today đã có những cái phóng sự. Thì tất cả cái nghĩa địa mà quân đội bây giờ đó, trong cái giờ này, khi mà quý vị nghe những cái này, thì trên đó người ta đã cắm đầy hết cờ rồi. Và chính Tổng thống cũng phải đến cái nghĩa trang Arlington để làm lễ và gắn vòng hoa, và các cái tiểu bang thì các thống đốc đều phải ra đến cái nghĩa trang quân đội để mà làm cái lễ là tưởng niệm chiến sĩ Trần Vong. Thì sợ gì mà cái ngày này trở thành một ngày quốc lễ và được cử hành trang trọng, là bởi vì cái người Hoa Kỳ là có một cái truyền thống mà chúng ta thấy rằng là có rất nhiều truyền thống tốt đẹp của Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rằng là mỗi một cái người mà quan trọng trong cuộc đời thì đều có một ngày riêng. Thì chúng ta có ngày của mẹ, chúng ta sẽ có ngày của cha, rồi chúng ta sẽ có ngày cho cả má quỷ nữa. Và nhất hàng là cái lễ mà bây giờ những người Việt tị nạn của chúng ta cũng đã theo, đó là cái ngày Thanksgiving. Tất nhiên là đó là một những cái lễ mà trở thành quốc lễ cả. Thì như vậy, cái truyền thống biết ơn, cái truyền thống ơn nghĩa của quốc gia đối với những người hy sinh đã được người Hoa Kỳ nâng lên một cái tầm cao mà chúng ta rất là khâm phục. Thì như vậy đó, người Việt chúng ta cũng có cái truyền thống biết ơn, nhưng mà sợ gì mà chúng ta không có những ngày riêng, là bởi vì cái tấm lòng khi nào cũng có biết ơn, cho nên không dành riêng ra một ngày để cho nó trở thành vĩ đại và rầm rộ. Tuy nhiên,
Việt Nam cũng có thời đại nhà Nguyễn, thì cái ngày mà tưởng niệm chiến sĩ tử vong là vào cái ngày mà thất thủ kinh đô, tức là vào cái năm 1884, thì khi mà kinh đô bị Pháp tấn công và thất thủ là vào ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu. Thì cái ngày đó là quân Pháp tràn vào thành và quân của Nam Triều chống lại không nổi và đã chết và tự thương rất là nhiều. Thì sau đó khi nào mà kỷ niệm thất thủ kinh đô thì ngày đó là có cái bài văn tế tử vong chiến sĩ. Thì cái bài văn tế tử vong chiến sĩ đó đó là Triều Nguyễn cũng như là dân Việt Nam có hai tác dụng. Là thứ nhất là nói về cái chết, nói về sự hy sinh, nhưng đồng thời cũng dựa vào cái chết và sự hy sinh đó nói lên cái lòng căm phẫn đối với giặc Pháp, lúc đó là thực dân Pháp đó. Bởi vì như vậy đó mới có những cái cuộc nổi dậy sau này để mà chống Pháp và đuổi Pháp ra khỏi bờ cõi. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái ngày chiến sĩ tử vong là một cái ngày đáng ghi nhớ và được người Mỹ coi như là một cái ngày lễ trọng đại và là một ngày quốc lễ. Thưa anh, thì lúc mà, thưa quý vị, lúc mà chúng tôi học ở trung học ở Việt Nam á, thì chúng ta đọc những cái tác phẩm văn tế mà văn tế chiến sĩ trận vong hay là văn tế thập loại chúng sinh, anh thấy không? Thì cái cách, cái nội dung và cái cách thể hiện tri ân chiến sĩ của Việt và Mỹ có gì khác thưa anh? Thì cái Việt Nam á, thì bên kiện người Mỹ thì họ tri ân không có văn tế, họ chỉ có kèn và súng, bởi vì theo lễ nghi quân cách. Còn cái văn thể chiến sĩ tử vong thì là kệ lễ, kệ là tức như là cái nội dung của văn tế thì nó có cả một cái thứ từ, tức như là có cái dàn bài hẳn hoi. Thì trong cái văn tế đó, đó là đầu tiên là nói cái mô tả cảnh chung. Cái thứ hai đó là bắt đầu khi mà nhớ lính xưa, tức như là nhớ những cái người chiến sĩ khi còn sống, họ đã làm như thế nào, đã chiến đấu oai hùng ra làm sao, và kể những công lao, những cái hiểm nguy mà họ phải chiến đấu ngoài xa trường. Rồi sau đó thì cái phần thương nhớ và khóc than, rồi cuối cùng là cầu nguyện cho những anh linh của những người hy sinh vì tổ quốc đó được siêu thăng thượng đài, chứ không có nói là siêu thăng về đâu hết. Họ chỉ nói là các cái linh hồn chiến sĩ đó được siêu thăng thượng đài, tức như là lên cái phía trên. Đã, bởi vì không, nếu như nói lên trời thì không đúng, nhưng mà nói lên Niết Bàn thì là nghiêng về Phật giáo, mà nói lên cõi vĩnh hằng thì lại nghiêng về Thiên Chúa giáo. Cho nên ở trong cái bài văn tế nói chung đó chỉ nói là siêu thăng tường đài, thường đài thôi. Thì khác nhau là chỗ này, một bên đó, là họ dùng cái tâm hồn trong cái ngày đó, họ thổi kèn truy điệu rồi họ bắn súng để tất cả sự im lặng và cầu nguyện. Còn bên này á, thì kệ lễ công lao, rồi đó nhắc lại những cái công lao, những cái nỗi đau khổ của cái chiến sĩ hy sinh và những người còn lại. Thì thường thường những cái bài văn đó rất là cảm động, rất có thể làm cho những người nghe là sụt sùi, dù đã kể những cái người chiến sĩ đó đã hy sinh rất là lâu. Thì cái bài văn tế nó có, nó là riêng của Việt Nam hay là có mang cái dáng dấp ảnh bị ảnh hưởng với Trung Hoa thưa? Cái bài văn tế đó thì văn tế đầu tiên là xuất phát từ Trung Hoa, nhưng mà khi qua Việt Nam thì cải biến đi, bởi vì Trung Hoa thì họ cũng là khi nào là cái chữ ô hô tức như là than ôi, thì qua Việt Nam là mình còn chữ than ôi thôi. Và cái văn tế Việt Nam thì dài dòng hơn văn tế của Trung Hoa. Bởi vì Trung Hoa thì họ đôi khi chỉ cần đọc 6 câu hay là 10 câu. Nhưng kỳ văn tế của Việt Nam thì làm theo lối phủ và thường thường là dùng vần trắc. Là để làm chi khi đọc đó, có những câu dài, câu ngắn khác nhau, cho nên nó dễ gây xúc động hơn. Giáo sư có tiện thể có nhớ một vài câu mà giáo sư tâm đắc nhất trong bài văn tế? Không, thì cái bài mà tôi nhớ là cái bài văn tế Tết Mậu Thân đó. Thì ví dụ như là hỡi ôi, suốt một năm lam lũ làm ăn, ba ngày Tết
không yên để mà thờ phụng. Thì tất cả những cái đó là để gợi lên cái nỗi đau khổ, và từ đó tạo nên những cái cảm xúc. Trong cái cảm xúc đó thì thường thường trong quan tế người ta có một cái chủ đích là từ những cái cảm xúc đó để gây nên cái niềm phẫn uất đối với những kẻ đã gây ra tan tóc. Thì như vậy á, chúng ta sẽ có dịp bàn về cái văn tế và nêu ra một cái vài quần văn tế. Còn cái văn tế như là văn tế thập loài chúng sinh thì là một cái bài văn song thức lục bát, và kể hết tất cả những cái gọi là coi như những cái nghiệp mà mọi người phải chịu ở trong cuộc đời. Ở trong đó có những cái câu mà nói rằng thế này: có những kẻ vào sinh ra tử, nhưng mà là ra vào là quyết lấy ẩn nguyên nhung, cho nên nó khác. Bởi vì có những người đi vào chiến trường là để lập công danh, cái sự hy sinh của họ là vì công danh nhiều hơn là vì giang sơn tổ quốc. Đó, cho nên khi mà cụ Nguyễn Du làm bài văn tế thập loại chúng sinh đó, tức nghĩa là cái tấm lòng mà nhiệm cái đức từ bi của Phật, cho nên cầu cho tất cả 10 cái loài người, 10 cái cách chết đó đó được trở về nghe kinh của Phật để mà bỏ hết tất cả cái mê đồ để mà siêu sinh. Thưa quý vị, mỗi lần mà trong tại miền Bắc California đó, mỗi lần có những cái nhân vật mà tên tuổi đóng ngoặc mang ngoặc là tên tuổi ra đi, thưa quý vị, anh em cũng dựa vào cái thể văn tế, đọc những bài mà điếu văn, những bài văn tế rất là não nụ. Và tôi nghĩ đó là một cái điều độc đáo dân tộc Việt, cái độc đáo nhất độc thể này từ khi đó đó là bởi vì thế này này, cái mà lễ tang của người Việt đó, thì như ngoài Bắc á thì là có cái là thuê người khóc, cho nên mới gọi là khóc mướn đó. Là bởi vì á, nhưng mà khóc đó là theo lệnh. Ví dụ như là khi mà bắt đầu vào cái thọ tang thì là cái người mà chủ tang có hô là cứ ai thì tất cả đồng loạt khóc lên, khóc xong rồi thì hết rồi cho để cho. Thì cái đó là về phương diện tâm lý là thế này: khi mà người mà đau khổ buồn thảm mà khóc được đó thì coi như là giải tỏa ra được, nó khỏi đi vào bên trong, khỏi sinh bệnh. Cho nên nếu như mà có những người ở mức không dám khóc thì như vậy đó nó cũng có hại về mặt là sinh tâm lý. Cho nên cái tang lễ, cái văn tế, khi mà đọc văn tế là thứ nhất là kể công lao của cái người đã chết, cũng giống như là một cái bản văn mà gọi là kể công trạng và cuộc sống của cái người chết. Thì ở miền Trung và trong miền Nam đó thì nó có thêm một cái nữa gọi là đưa linh, là khi đám đi giữa đường đó thì có một người đi trước trên tay cầm một cái sập xọa, tức là đọc xong cái cuộc kể lễ công lao và đời sống, có thể kể luôn cả những cái thói hư tật xấu của cái người đã chết, kiểu như là trình làng hết tất cả, đến khi mà ngày cuối cùng đó thì phơi bày hết tất cả. Và cuối cùng đó thì nói rằng là cái vong linh đó đã làm như vậy trong cuộc đời, và bây giờ trên đường đi về nhà, bởi vì chết là đi về, sinh ký tử quy, cho nên phải làm một cái đám rước để mà về. Đó, cái quan trọng của cái Việt Nam là như vậy. Việt Nam khác cái người Tây Phương là cái tang là màu trắng chứ không phải là màu đen. Vì sao mà Tây Phương là tang là màu đen? Là bởi vì trong cái danh từ, cái thành ngữ mà họ nói khi mà chết là gì? Chết là entrer dans les ténèbres, tức nghĩa là đi vào trong cõi tối tăm. Chết là đi vào cõi tối tăm, cho nên cái tang là màu đen. Còn cái tang của Việt Nam đó là chết là trở về với cái lúc ban đầu. Thì chúng ta thấy rằng thế này: trắng tức nghĩa là hòa hợp hết tất cả các màu, trắng là không có cái vết gì ở trên đó hết, tức nghĩa là khi trở về với quê hương mà mình ra đi, mình từ đó ra đi thì là trắng trắng hết tất cả, xí xóa hết, thành ra một cái
cái gọi là tay cũng trắng, gì cũng trắng hết, cho nên cái tang là màu trắng, là hòa nhập hết đó. Thì như vậy đó, cái sợi gì mà một bên là dùng màu đen, một bên dùng màu trắng, là hai cái triết lý nó khác nhau về cái cuộc sống. Có cái điều đó, sống giữa hai lục địa Á Châu và phương Tây đó, đặc biệt là Hoa Kỳ, cái người Việt của chúng ta trải qua những cái khái niệm khác nhau về triết học, về văn hóa, về truyền thống và về cái nghi lễ. Có dịp chúng tôi sẽ chia sẻ một số sự khác biệt về trải nghiệm để chia sẻ cùng quý vị về cái lối sống và sự văn hóa đối chiếu, truyền thống đối chiếu Đông Tây để hầu chia sẻ cùng quý vị. Chắc là quý vị có ít nhiều tham dự những cái ngày mà cầu nguyện, văn tế, điếu văn, tưởng niệm tại Việt Nam. Trong cái ngày thứ hai tới, một vài ngày nữa thôi thưa quý vị, tại San Jose cũng sẽ có một cái nghi lễ chiến sĩ Trần Vong một cách quy mô tại thành phố San Jose. Chúng tôi mời quý vị cùng theo với chúng tôi đến cái nghĩa trang lớn nhất tại Bắc California, nơi các cộng đồng Việt Nam đông đảo nhất tại hải ngoại, để chúng ta xem cái màu sắc Việt và màu sắc Mỹ trong nghi lễ truyền thống theo kiểu Hoa Kỳ về cái lễ chiến sĩ Trần Vong, để quý vị một lần nữa có thể cùng chúng tôi chiêm nghiệm một cái nét sống văn hóa của người Mỹ và người Việt đã hòa vào trong đó như thế nào. Không biết là giáo sư Nguyễn Châu còn gì có thể mình thưa trình thêm thưa giáo sư? Thì mình có thể nói như thế này, cái tuy là nó có cái khác biệt gọi là văn hóa khác biệt, nhưng mà có một cái đặc biệt là thế này, sự khác biệt đó là khác biệt về cách tổ chức thôi, nhưng mà cái về cái ý hướng đó, lòng tri ân thì giống nhau. Lòng tri ân thì giống nhau. Ví dụ như là Việt Nam không có một cái ngày để tạ ơn, nhưng mà lúc nào cái truyền thống của dân tộc là luôn luôn biết ơn. Trong ca dao đã nói là ơn ai một chút là chớ quên, mà nghĩa ai một chút là để bên già này. Và cái gọi là tri ân thì đừng có nhớ, nhưng mà thọ ân thì phải nhớ. Đó, cái đặc biệt thọ ân là nhận lãnh, nhận ơn thì phải nhớ, nhưng mà làm ơn thì hãy quên. Đó. Rất sâu sắc, rất là sâu sắc. Đó. Cho nên thì chúng ta thấy rằng là qua những cái tôn giáo, ảnh hưởng của tôn giáo trong đó cũng nhiều. Chẳng hạn như là cái trong Phật giáo thì nói rằng là cái người bổ thí là chịu ơn của người nhận bổ thí. Đó. Thì như vậy là nó rất là sâu sắc. Cho nên làm ơn á, cũng như là cái có một cái câu kinh mà khi đầu đọc lên mới đọc lên chưa tìm hiểu thì giật mình, là Phật dạy là hãy từ bỏ điều thiện, nhất là điều ác. Thì đọc ngang câu đó thì sợ quá, tại sao là hãy từ bỏ điều thiện, nhất là điều ác? Thì nhưng mà câu sau rất là hay, kẻ nào đã qua sông rồi thì không cần đến thuyền nữa. Có nghĩa là cứu độ bổ thí chỉ là tàu thuyền để mà đi qua sông giải thoát mà thôi. Đó. Cho nên đó là phương tiện chứ không phải là mục đích. Cho nên hãy từ bỏ điều thiện, nhất là điều ác. Kẻ nào đã qua sông rồi thì không cần đến thuyền nữa. Cho nên sự bổ thí là để mà tạo cái thuyền để mà chở mình qua cái sông giải thoát mà thôi, chứ không phải là qua sông rồi là đổi cái thuyền đi tiếp. Không, qua sông rồi còn lưu luyến thuyền mà ngồi trên thuyền là không được, hoặc là lên bờ hút gió đó là lên bờ mà tiếc thuyền thì cũng không được. Cho nên xong rồi, qua sông rồi là đi thẳng một mặt. Thưa quý vị, cái chuyện nhỏ cho vui, lúc mà chúng tôi đến Hoa Kỳ đó, thì trong cái trong môn học đó, các môn học là về cái văn hóa đó, thì mỗi sắc dân mình ấy, cái San Jose nó giống như California, nó là đông sắc dân, đa văn hóa đó, người ta gọi là the new majority, là đa số mới, là các sắc tộc cộng lại, dân số các sắc tộc cộng lại nó đông hơn người da trắng. Do vậy nó kêu là đa số mới, cái khối đa số mới là không phải là người Mỹ trắng mà là người Mỹ da màu. Thì mỗi người Mỹ da màu
chúng ta có món ăn riêng, có những cái văn hóa riêng, có cách ăn mặc riêng, rồi ngôn ngữ riêng. Cho nên một cái sự mà tìm hiểu đa sắc dân, văn hóa đa sắc tộc tại San Jose nó thành thú vị. Thì trong lớp học, người thầy giáo, giáo vị giáo sư hỏi các bạn từ các nước đến thì trình bày cái điều bằng tâm đắc nhất trong cái lễ tục truyền thống lối sống của nước bạn, và bạn nghĩ rằng nên giữ hay nên bỏ. Thì wow, đó là một cái chương trình rất thú vị. Giống như cái này nè, chúng ta thấy trong gia đình Việt Nam á, nó rất là thú vị thưa giáo sư. Chẳng hạn như là cha mẹ thì theo cái truyền thống cổ điển, mà con cái á, thì lớn lên trong cái nền văn hóa Hoa Kỳ. Cho nên có những cái cách hành xử nó không giống nhau, và thậm chí nó tạo conflict. Chúng tôi nói một ví dụ rất là nhỏ thôi. Cái ví dụ như người ta hay nói này, người Mỹ á, họ nói I love you. Có khi trong lòng chưa có love. Họ nói tôi yêu bạn, anh yêu em. Nhưng mà có khi trong lòng chưa có yêu. Nhưng mà họ bày tỏ cách nói như vậy. Nhưng mà người Việt Nam mình yêu chết rồi vẫn có cái chữ gì như Nguyễn Du, lòng trong tuy đã, mặt ngoài còn e. Mặt ngoài còn e. Họ không dám mở miệng ra. Tôi sống với bố mẹ tôi biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ nghe bà nói yêu nhau ấy. Do giáo sư thế không? Mà hay là có mở miệng ra, một là không nói, lòng trong tuy đã, mặt ngoài còn e. Mà nếu có nói chăng nữa đó, cũng nói bóng nói gió. Bây giờ mặn vào hội đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mặn nói bà đào xin thưa, vườn hồng tuy có nhưng chưa ai vào. Cho nên họ dùng những cái ẩn dụ để họ đề cập vấn đề tình cảm. Nhưng mà đó chính là một cái đặc điểm của văn hóa. Là cái văn hóa đó nó sâu xa chỗ này, vô ngã. Không chủ trương cái không thấy cái không tôi, thấy cái tôi đâu hết. Không thấy cái tôi đâu hết. Tức như là mượn, tức như là ý tài ngôn ngoài, tức như là mượn để mà nói gián tiếp. Cho nên cái giáo dục và những cái lời dạy của các cái bậc mà gọi là thánh đó, thì cũng là ý tài ngôn ngoại, là gọi là người trong tâm lý học của Mỹ, của Pháp thì gọi là thông cảm gián tiếp. Thông cảm gián tiếp. Cho nên ta ví dụ thế này, họ kể một câu chuyện thôi, rồi từ câu chuyện đó mình rút ra cái thông điệp. Chứ không nói thẳng vào vấn đề anh phải làm thế này. Ví dụ như là bên Mỹ thì nói thế này. Ví dụ như bây giờ mình nói trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì nói thẳng, không được nói dối. Bên Phật thì cấm nói dối, nhưng mà bên Khổng Tử á, thì nói là gì? Trong cái ngũ thường á, thấy chưa? Thì nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Tín là không được nói dối. Bởi vì nói dối thì ai mà tín? Mất tín dụng. Đó, nói dối là mất credit. Nói dối tất nhiên là lừa đảo người khác. Thì bên Phật có thể nói thẳng ra là không được vọng ngữ. Trong lúc đó Thánh Kinh thì nói rõ ràng, 10 điều răn nói ra là không được nói dối. Cho nên nó có điều đó ảnh hưởng gia đình Việt Nam. Ví dụ có những em qua đây mới 7-8 tuổi, thì khi qua đây có người anh người chị lớn trong nhà anh cả, có là 20-30. Cho nên đứa nhỏ đó khi nó qua nó học văn hóa bên này, nó về nhà nó ôm mẹ nó hất một cái, nó hôn cái trục, nó I love you. Ba mẹ nó bảo là cái thằng này mới là thằng có hiếu, nó thương cha thương mẹ ghê. Còn cái tuổi lớn nhà kia nhà mình ấy, sao nó không biết thương mẹ, cha thương mẹ. Không là bởi vì cho nên nó không biết nói ra cái ngôn ngữ của mình. Là khi là chưa hội nhập, cho nên khi người mẹ cha mẹ hội nhập rồi đó thì thấy rằng cái cách biểu lộ như vậy là hay. Cho nên quý vị hiểu được điều đó, quý vị thấy đó, là tại sao cái người Việt Nam mình khai thế hệ cái ngày lễ Mother's Day, Father's Day đó, người Mỹ đã bộc lộ bên ngoài thành ngày lễ hẳn hoi, để mình có dịp bộc lộ bên ngoài cái món quà, cái bữa cơm. Cũng về cái sinh hoạt của họ nữa. Trong khi người Việt Nam á, có khi chăm chút cha mẹ 365 ngày, trong lòng thương nhớ cha mẹ, mà chúng ta không có chữ không nói ra, không Mother's Day. Không nói ra. Cho nên chúng ta thấy bằng chút các cái ngày lễ vẫn vậy đó. Chúng ta thấy ngày lễ Việt Nam chúng ta lịch sử chiến tranh, lịch sử Việt Nam lịch sử chiến tranh, nhưng mà chúng ta có những bài văn tế, có cái tinh thần, có những cái triết lý để nhớ
để thương, để kính ngưỡng, để thọ ơn cái người chiến sĩ đã hy sinh. Nhưng mà chúng ta không có một ngày lễ Memorial Day. Trong cái thời quân chủ thì có. Yeah. Thời quân chủ thì có, nhưng mà làm trong cái phạm vi của triều đình thôi. Yeah. Đó. Cho nên quý vị thấy đó, trong cái ngày lễ nó có một sự khác biệt. Có khi nó mang cái khác biệt căn bản giữa cái suy tưởng và lối sống của Đông và Tây. Thì tất nhiên là mỗi một cái nước đó, nhất hẳn là ví dụ như Việt Nam, thì có cái triết lý của cái đời sống. Đó. Mỹ nó có philosophy của Mỹ, Việt Nam có cái triết lý của đời sống Việt Nam. Cho nên đó, khi họ nghĩ thế này, cái gì bộc lộ ra bên ngoài, tất nhiên là có trong lòng thì mới bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng mà cái bộc lộ đó trong cử chỉ hành động chứ không phải trong lời nói. Yeah. Thưa quý vị, chúng tôi chấm dứt câu chuyện lễ Memorial Day ở chỗ này. Và có lẽ cái phần 2, và quý vị sẽ mời quý vị cùng chúng tôi xem phần 2 của nó là cái phóng sự ngày lễ chiến sĩ Trần Vân tại San Jose. Tuy nó không to tát như tại Arlington, chữ nghĩa trang Arlington, nó không to tát như ở tại Hawaii, nhưng mà thưa quý vị, nó mang tính chất tiêu biểu của cái cách phục trang cổ truyền của nước Mỹ, kèn trống nước Mỹ, và cách họ sẽ họ giữ cái truyền thống mà cổ điển rất là kỹ. Dạ, để quý vị cùng chúng tôi chia sẻ trong phóng sự sắp tới. Họ vẫn thổi cái kèn dài như vậy rồi cũng cảm ơn giáo sư Châu và trân trọng kính chào quý vị. Và chúc quý vị cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, và xin hẹn kỳ khác vào một cái đề tài khác. Dạ. Và chúc quý vị có một lễ mà người Mỹ gọi là long weekend, và chúng ta gọi tiếng Việt là cuối tuần dài, là tất 3 ngày, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai được nghỉ. Chúc quý vị vạn an. Xin trân trọng chào quý vị. Dạ. Xin chào giáo sư Châu. Dạ. Xin chào Nam, và xin kính chào quý khán thính giả của Cali Today.